Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 đạt mức kỷ lục 138,1 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2019, cả nước có 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 5,2% về số doanh nghiệp, tăng 17,1% về vốn đăng ký và tăng 13,3% về số lao động so với năm trước. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 4 năm 2019 cho thấy có 46,7 số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất quý 4 năm nay tốt hơn quý trước. 17% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 36,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Tổng cục Hải quan phát hiện 3 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe đạp điện Trung Quốc có dấu hiệu đưa hàng hóa về để lấy nguồn gốc xuất xứ Việt Nam để được hưởng thuế ưu đãi khi xuất khẩu sang Mỹ. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và phát hiện vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp Excel 100% vốn Trung Quốc. Công ty này thành lập năm 2018, nhập khẩu 100% linh kiện xe đạp điện, xe lướt điện từ Trung Quốc về Việt Nam để lắp ráp đơn giản ở giai đoạn cuối cùng, không trải qua bất kỳ công đoạn gia công sản xuất nào. Sau đó, đơn vị này đã xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh sang Mỹ với tờ khai xuất xứ Việt Nam để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi. Tổng cục Hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và xử phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ tang vật. Bên cạnh đó, cục kiểm tra sau thông quan cho biết cũng đã phát hiện hành vi gian lận để hưởng xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ của 4 đơn vị, trong đó có 3 công ty lắp ráp xe đạp điện và một lắp ráp sản phẩm gỗ. Các doanh nghiệp này đều thừa nhận vi phạm. Trong năm 2019, Ban Quản lý Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, đơn vị trực tiếp tiếp quản thực hiện đề án Công viên Động vật Hoang dã, đã tiến hành triển khai tiến độ, trong đó tập trung tuyên truyền, quảng bá về mục tiêu dự án. Đã có thêm đơn vị hợp tác đầu tư vào nơi đây, tín hiệu vui cho năm 2020 với kỳ vọng về thu hút đầu tư. Những cá thể gấu được tiếp quản từ hộ dân về chăm sóc, bảo tồn tại khuôn viên động vật hoang dã đã dần dần thích nghi với môi trường tự nhiên. Chính nơi đây đã có cá thể gấu con ra đời, đánh dấu cho sự thành công của dự án bảo tồn loại động vật quý hiếm mà Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã nước Việt đặt mục tiêu khi đầu tư vào xây dựng tại khuôn viên Công viên Động vật Hoang dã tỉnh Ninh Bình. Đây là dự án đầu tiên được đầu tư tại Công viên Động vật Hoang dã với sự quan tâm của tỉnh, của đơn vị sở tại. Dự án đạt kết quả ngoài sự mong đợi, đó là thu hút được các du khách đến nghiên cứu, tham quan và tìm hiểu về gấu và các động vật hoang dã. Khi mà nhận được chủ trương đầu tư của tỉnh là năm 2015 và bắt đầu tiến hành xây dựng vào năm 2016, cho đến năm 2017 thì chúng tôi đã đón được những cá thể gấu đầu tiên về đây. Và trong suốt cái quá trình từ làm các cái thủ tục hành chính cho đến công việc bàn giao đất cũng như là xây dựng thì chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cái cơ quan chức năng, đặc biệt là ở Ban Quản lý Dự án Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia. Và hiện tại bây giờ thì cùng với gấu đã có những cái sinh vật khác trong vùng tạo thành những cái môi trường sống nhiều tầng lớp ở đây. Và chúng tôi bắt đầu mở cửa để đón khách du lịch. Thế thì cái mô hình du lịch ở đây là mô hình du lịch về giáo dục. Đề án xây dựng Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia tại Ninh Bình nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động vật quý hiếm bản địa và quốc tế. Địa điểm của dự án đặt tại hai xã miền núi Kỳ Phú và Phú Long, huyện Nho Quan với tổng diện tích khoảng 1.155 ha. Dự án có các phân khu chính gồm cây xanh sinh thái, khu động vật hoang dã, chăm sóc, nghiên cứu, phát triển các loài động vật hoang dã, trung tâm dịch vụ, vui chơi giải trí, phân khu tái định cư. Hiện nay, Ban Quản lý đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, thực hiện có hiệu quả lộ trình như giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, điện, nước để thu hút đơn vị đầu tư. Theo đó, từ nay đến năm 2020, ưu tiên thu hút vào phân khu trung tâm dịch vụ, bao gồm xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật nội khu, các công trình của phân khu trung tâm dịch vụ, khu hành chính, khu dịch vụ hỗn hợp, khu dịch vụ khách sạn, xây dựng khu vui chơi giải trí theo chủ đề như phim trường, thế giới nước, khu vui chơi cảm giác mạnh, biểu diễn nghệ thuật, trường đua ngựa, xây dựng nhà hàng, khách sạn,
dịch vụ tổng hợp phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Trung tâm đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư. Theo đó, khi tham gia đầu tư vào dự án, sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, công tác thông tin tuyên truyền. Đến thời điểm này, có thêm các nhà đầu tư vào công viên, tín hiệu vui cho sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ngành công nghiệp không khói của tỉnh. Hiện nay, thì Ban Quản lý Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia tại Ninh Bình đã thu hút được dự án của tổ chức FOUR, tổ chức quốc tế về động vật bốn chân, xúc tiến đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Hiện nay, doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, doanh nghiệp Thành Long đã nghiên cứu và đầu tư trên diện tích là 360 ha và hiện nay đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và cho doanh nghiệp khảo sát, xây lập dự án và triển khai trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2025. Chúng tôi đang tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng cũng như là về công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các thủ tục về đầu tư, thì ban sẽ cùng với các cấp các ngành cũng như là báo cáo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào công viên. Quan điểm thu hút đầu tư của tỉnh là kêu gọi đầu tư theo hướng trọng tâm trọng điểm, ưu tiên các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế có kinh nghiệm lẫn nguồn lực tài chính. Những dự án đã đầu tư có hiệu quả và tiếp tục mở rộng. Những dự án mới đang triển khai từng bước phong phú thêm các hoạt động tại Công viên Động vật Hoang dã Quốc gia tại Ninh Bình. Bức tranh sinh động khu bảo tồn được coi là lớn nhất nơi đây đang hiện dần và tiến tới gần mục tiêu của đề án là bảo tồn, cứu hộ, phát triển khoảng 3.000 cá thể thuộc 250 loài động vật, tổ chức gây nuôi các loài động vật trong môi trường bán tự nhiên, tạo hiện trường và cơ sở phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế về bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, giáo dục môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thu hút khoảng 5 triệu lượt khách trên một năm, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của du khách nước ngoài. Tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình là tuyến giao thông huyết mạch của cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội. Lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn, đặc biệt vào dịp lễ Tết. Để đảm bảo lưu thông được thông suốt, an toàn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khai thác khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thu phí không dừng, thông suốt toàn tuyến, giải quyết vấn đề ách tắc giao thông trên tuyến vào dịp cao điểm cuối năm. Dù trạm thu phí BOT Pháp Vân Cầu Rẽ hoàn thành việc lắp thu phí không dừng, nhưng vẫn chưa thể thu phí kín trên toàn tuyến. Nguyên nhân là do trên tuyến có hai nhà đầu tư thu phí, mỗi trạm lại thu hai loại vé khác nhau, nên rất nhiều kịch bản rủi ro có thể xảy ra. Việc lắp đặt thu phí tự động của Tổng công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã nhiều lần trễ hẹn. Hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thiện 4 làn thu phí trong tổng số 15 làn trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình và chuẩn bị tiến hành thử nghiệm hệ thống ETC liên thông trên toàn tuyến. Theo dự kiến thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với cả BOT Pháp Vân Cầu Rẽ thì sẽ cố gắng là đến 31 tháng 12 là sẽ hoàn thành xong test thử liên thông. Liên thông tức là liên thông từ tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ cho đến Ninh Bình. Làm sao mà giải tỏa được cái cửa ngõ phía Nam, tất cả các cái chỉ số phải là liên quan đến trừ là điện tử, thế nên là phải hết sức đảm bảo, thì lúc đó sẽ đưa vào vận hành, thì chúng tôi sẽ cố gắng là làm sao để 31 tháng 12 hoàn thành. Theo đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, thì đến thời điểm này các nhà đầu tư BOT đang nỗ lực hợp tác với các đơn vị liên quan để lắp thu phí không dừng. Cái công tác đàm phán hợp đồng dịch vụ với VTC thì các nhà đầu tư BOT cũng đã đàm phán có sự hợp tác để triển khai ETC vì cái lợi ích của cái ETC mang lại cho cả người dân và cho cả BOT và cơ quan quản lý nhà nước, thì người dân đã hiểu rõ và BOT người ta cũng thay đổi và cũng đã cố gắng để đàm phán cùng đến cái mục đích chung để phục vụ cái ETC, dịch vụ ETC đến cho khách hàng. Thời điểm này thì cái sự hợp tác của tất cả các bên đều đi đến rất cao và mục đích chung. Tại buổi kiểm tra tại trạm thu phí vực vòng trên tuyến Cầu Rẽ Ninh Bình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ giữa VETC, BOT Pháp Vân Cầu Rẽ và Cầu Rẽ Ninh Bình xây dựng các kịch bản kịp thời khắc phục nếu xảy ra sự cố, đảm bảo sẽ liên thông thu phí không dừng trước dịp Tết Nguyên đán sắp tới có hiệu quả. Kịch bản để test liên thông là cũng đang trong giai đoạn là hoàn thiện, chứ chưa hoàn chỉnh. Thì trong mấy ngày tới là tôi yêu cầu là làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Và những gì khó khăn vướng mắc thì Tổng cục sẽ đứng ra để chủ trì giải pháp để tháo gỡ cùng các đơn vị liên quan, nhất là về mặt thiết bị, về mặt kinh phí
rồi vấn đề phân làn, phân luồng cũng như là giải quyết những cái sự cố mà trong quá trình vận hành khai thác thử nghiệm này nó xảy ra thì phải kịp thời để xử lý. Yêu cầu các đơn vị phải túc trực 24/24 để đảm bảo xử lý. Có thể nói, tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình thường xuyên xảy ra ùn ứ vào dịp cao điểm. Nếu không có giải pháp tích cực, đặc biệt là không sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng trên toàn tuyến, thì tình trạng ùn tắc giao thông chắc chắn xảy ra vào dịp Tết này. Gần đây có nhiều đối tượng giả danh cô đồng, thánh tái thế yêu cầu những người nhẹ dạ cả tin nhấn nút like, chia sẻ trang Facebook và cung cấp họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh để được xem tướng số. Những người vận hạn xấu sẽ được hướng dẫn làm lễ giải hạn bằng cách chuyển tiền qua tài khoản hoặc mua sản phẩm tâm linh đã được làm phép. Không ít người đã bị các cô đồng cậu thánh này lừa đảo. Công việc kinh doanh không thuận lợi, mọi việc không được như ý, khiến cô gái này vô cùng lo lắng, buồn bã. Một ngày nọ, thấy nick Facebook cô đồng Hương Thảo hiện lên trang cá nhân với lời quảng cáo sẽ hóa giải được mọi vận hạn. Tò mò và cũng mong mọi điều đen đủi sớm qua đi, chị Giang đã vào nhắn tin. Sau khi gửi ảnh bàn tay, ngày tháng năm sinh của mình, thì cô phán Giang đang bị kẻ gian quấy phá, đường công danh rộng mở, nhưng cung tài lộc bị hạn hẹp, cần phải được mở cung tài lộc. Vậy là không biết cô đã phán thêm những gì, nhưng sau cuộc trò chuyện đó, chị Giang đã đặt mua một chiếc vòng mà theo đối tượng cô đồng trên mạng nói. Đó là chiếc vòng tỳ hưu cực hiếm, đã được trì chú, làm phép, có tác dụng cầu danh, cầu tài cho gia chủ, mà giá chỉ 500.000 đồng. Mà vòng thì bảo là vòng mạ vàng 24K, là trên cái vòng đấy là có con tỳ hưu đổi màu, đổi 3 màu. Đến khi về dưới đấy làm tiếc là cái vòng đấy không phải bằng vàng, là bằng... chỉ là bằng sắt thôi. Đến khi cho vào nước nó bị dỉ, nên là mình rất là bức xúc. Khi nhắn tin đến thì người ta lại không trả lời và sẽ nói lại những cái câu đầu tiên người ta hỏi là con sinh ngày tháng năm bao nhiêu, con muốn xem cái gì. Chỉ cần một lần like hoặc share bài viết có nội dung liên quan đến xem bói hay giải hạn thì sau đó trên dòng thời gian của người dùng sẽ liên tục xuất hiện các bài viết của rất nhiều cô đồng. Nhiều cô đồng là vậy, nhưng thực chất nội dung trò chuyện, cách thức, chiêu trò đều giống nhau. Khi người dùng vừa cung cấp thông tin cơ bản như tên tuổi, thì liên tục các tin nhắn được gửi đến hàng loạt với nội dung gia chủ đang gặp hạn, cần phải giải cung tướng số, bao gồm một khóa lễ giải hạn và một vật phẩm phong thủy như lá bồ đề, vòng tỳ hưu, tượng Quan Âm đã được trì chú. Giá cả thì tùy từng cô đồng, thậm chí người dùng cũng có thể mặc cả xuống thấp hơn. Để tăng lòng tin cho những con mồi, các cô còn liên tục gửi những phản hồi của khách hàng. Nhưng đây hầu hết là những nick ảo. Đáng nói, khi người dùng tỏ ý nghi ngờ thì sẽ nhận được sự bực tức, trách móc. Bây giờ là ông thầy bà đồng và ông bà bói bà đồng ấy là cứ cho dân ấy là một cái vòng hay là một cái kỷ niệm gì thì bảo rằng thì là để họ chỉ chú hay họ tụng kinh, họ để cho nó giải hạn đi, với lại vợ chồng tăng chức tăng quyền là không có đâu. Cái đấy là chỉ mê tín dị đoan. Nhân dân mọi người tôi khuyên là phải tỉnh ngộ ra, chứ không có rồi là mê muội là chỉ tiền mất tật mang đi, chứ còn không có lợi ích gì ạ. Với chiêu trò tinh vi, hoạt động chuyên nghiệp như những công ty, không ít người dùng đã bị các cô đồng thánh hiện lừa đảo. Mạng xã hội tưởng là ảo, nhưng không ít người mất tiền thật chỉ vì tin vào những điều siêu nhiên, mê tín. Nếu trong cuộc sống ta không những có sự cố gắng và nỗ lực cá nhân của bản thân thì ta không thể đạt được những cái thành công và những cái điều ta mong muốn. Nên cho dù là tin vào tâm linh nhưng mà mình cũng không nên đặt nặng tín ngưỡng hay là quá mê tín dị đoan để rồi dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Công danh, sự nghiệp, tình duyên chưa biết có được như ý, nhưng chắc chắn số tiền bỏ ra thì không ai có thể lấy lại được. Mỗi người nên tự nâng cao hiểu biết của mình, đừng quá mê muội mà dễ dàng mắc bẫy dụ dỗ của các cô đồng thánh hiện. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.